hỏi từ thầy, người thầy trả lời. Đại thừa giáo là một ngành trong Phật giáo và được lập ra sau quy thủy Phật giáo. Nhưng đại đa số người tu theo đại thừa là kích bác quy thủy, chỉ là chấp giới tướng. Cho quy thủy là cho chấp giới tướng. Thì tưởng này là điều sáng sủa cho Phật giáo hay là nổi quan mang, là điều đi xuống của Phật giáo đương đại ở Việt Nam? Ví dụ như đây là cái câu hỏi thầy, những cái điều mà kích bác hiện giờ thì các hòa thượng dung thông giữa nguyên thủy và đại thừa, người ta cố gắng là đây dung hòa giữa nguyên thủy đại thừa, nó không có để cho chống bán nhau, và đồng thời thì người ta sẽ triển khai cái giáo pháp của đại thừa hơn là cái nguyên thủy. Nhưng người ta cho học cái nguyên thủy, nhưng mà ít có ai dạy cái sự tu tập về nguyên thủy. Nhưng người ta hầu như là tất cả quý thầy và người bây giờ, ngay cả giáo hội chúng ta không triển khai cái đạo đức của đạo Phật, cho nên nó sẽ làm mất đạo Phật. Vì đạo đức của đạo Phật là cái nền tảng vững chắc cho cái thiền định của đạo Phật, chứ không phải là do thiền định, mà chính là cái nền tảng đạo đức nhân quả đó. Mà bây giờ nền tảng đạo đức nhân quả không có, chính sách không có rồi, cho nên vì vậy mà đạo Phật sẽ mất. Do một ngày nào đó thì các kinh sách mà đại thừa nó phát triển lý luận đến cái mức độ, và có một vị nào mà xuất hiện trong đời nay mà có thành thông từ cái các pháp đại thừa mà thực hiện ra, thì từ đó là thay đổi toàn bộ giáo lý của quy thủy sẽ bị dẹp. Đó là cái hiểu biết và tiên đáp trước cái sự việc mà sẽ đến trong Phật giáo ở ngày mai. Nhưng mà kịp thời chúng ta đã chấn chỉnh được Phật giáo, đem lại đạo đức cho mọi người, cho Phật tử, đem lại hạnh phúc cho mọi người, thì không có một cái giáo pháp nào mà có thể diệt Phật giáo được. Cho nên thầy mong rằng ở trên đất ngày nào quý Phật tử sẽ cùng nhau cố gắng mà tạo một cái môi trường sống phù hợp với, để mà thực tập những cái đạo đức của đạo Phật. Vì thầy có dự định cái chương trình như hồi nãy thầy nói là trung tâm an dưỡng từ thiện, thì tất cả những người trong đất nước, không riêng gì ở tỉnh Châu Đốc hoặc Tây Ninh, không riêng gì ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc là Hải Phòng, mà tất cả những tỉnh khác ở trong đất nước đều được về trung tâm của thầy an dưỡng. Người nào có duyên được về được nghe dạy đạo đức, đó là một cái phổ tập rất rộng, và từ đó nó được đưa vào cái giáo trình học tập của các trường học để giúp cho trẻ em và giúp cho những người lớn người ta học tập. Trước thành Phật, cho nên ở đây thì cái điều mà câu hỏi này thì nếu mà giáo pháp hiện giờ nó gây những cái hoang mang chứ không phải là sáng sủa cho Phật giáo đâu, nó làm cho hoang mang, người ta không biết Phật giáo là thế nào, cho nên đó là cái sự hoang mang chứ không phải là sáng sủa cho Phật giáo. Thì nên đến bây giờ như thầy đưa cái giáo pháp này ra, nó làm cho quan mang từ nào chúng ta theo cái đạo, theo cái đại thừa chúng ta tu học, kinh sách đại thừa chúng ta học tập, chúng ta tụng niệm cúng bái theo cái lối đại thừa. Rồi bây giờ thầy nhắc đến nguyên thủy, nói đến đạo đức của đạo Phật, thì nó làm quan mang cho các vị hết, nó làm cho các vị quan mang không biết Phật giáo như thế nào, mà bây giờ lại có những cái này, nó làm cho các vị dao động rất mạnh. Từ lâu tin tưởng là có cực phật là Tây Phương, thế bây giờ thầy lại nói là không có, thì nó quan mang trong lòng các vị đấy. Cho nên nó đưa ra một cái là làm cho các vị như là sụp đổ tạm cái gì mình đã tin tưởng ở cái giáo này. Nhưng mà quý vị nên cần suy nghĩ, được tin nơi lời thầy nói là, mà các vị suy nghĩ từ xưa đến giờ người ta thực hiện đại thừa, người ta có kết quả gì? Hay là những bậc mà thực hiện đại thừa đó, họ khi mà họ chết họ để lại những cái đau khổ, những cái bậc mà gọi là chân tu họ lại để lại những cái đau khổ, chúng ta suy xét. Và chúng ta đừng có tin vào ở trong kinh sách quyền thoại cái người này tu là đã chính đạo như thế này, chính đạo như thế kia, chết tượng tài như thế này thế đó, là cái sự quyền thoại che đậy của họ. Chúng ta phải bằng mắt thấy cái người mà tu hành cái thiền định đó nó sẽ làm chủ như thế nào khi chết thì chúng ta mới tin, còn không thì chúng ta đừng tin. Ở đây câu hỏi trước cảnh Phật giáo muôn vàn pháp môn như vậy, muôn vẻ như vậy, chọn pháp môn nào để tu, chúng con chọn pháp môn nào để tu, thì ở đây thầy xin trả lời, thì chúng ta nên chọn lấy cái giới luật mà để tu, vì đó là cái đạo đức của đạo Phật. Cho nên những nơi nào mà người ta thực hiện đạo đức, cái hạnh đạo đức, thì chúng ta nên chọn cái đó là chân chánh, bởi vì cái đó dễ chúng ta nhận. Còn nếu mà chúng ta nhận ra những cái thần thông, những cái thiền định, là chúng ta sẽ bị những tà thần thông nó sẽ gạt chúng ta, nó sẽ dẫn dắt. Cho nên có nhiều ông giáo chủ có những thần thông nói chuyện quá khứ, bói hoa,
làm chúng ta tin tưởng, làm chúng ta hy vọng, nhưng mà cuối cùng chúng ta có thoát được cái nhân quả chúng ta không? Đâu có thoát được. Cho nên chúng ta tin tưởng cúng dường, cúng bái cái gì đó, thấy họ có cái thành công, do đó từ cái thành công đó nó lừa gạt chúng ta biết bao nhiêu sự khổ đau. Vì vậy mà chúng ta hãy chọn lấy những cái người đạo đức mà đúng là giới luật của Phật. Vì vậy cho nên Phật tử muốn chọn lấy một bậc thầy, muốn nương vào cái tôn giáo nào đó thì phải xem cái đạo đức của tôn giáo đó có phù hợp với mình không, và chọn lấy cái người mà tu tập cái đạo đức và làm lợi ích cho Phật giáo. Thì làm lợi ích cho Phật giáo là phải chọn lấy cái nơi mà giữ gìn đạo đức, thì cái nơi đó mới là làm sáng tỏ Phật giáo. Còn cái nơi mà làm cảnh tham quan á thì không phải là chúng ta chọn cái đó, chúng ta đưa Phật giáo đi đến chỗ chết, coi như nối giáo cho ngoại đạo chỉ diệt Phật giáo đó. Cho nên cái tốt nhất đó là quý Phật tử muốn đi đúng vào con đường Phật giáo và ủng hộ giáo pháp của Phật thì cứ xem nơi đâu có đạo đức, người đó có sống đầy đủ giới luật của Phật thì chúng ta sẽ thực hiện. Người nào mà không làm của mình của người thì người đó là chính là đạo Phật đã dạy cho người đó. Đó là cái niềm tin của mình, phải lấy giới luật của Phật mà làm cái niềm tin sống thì chúng ta mới có giải thoát được, mới có được hạnh phúc, được an vui cho cuộc sống của chúng ta.